Nhiều vùng biển tiếp tục cảnh báo gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải. Ngay sáng sớm nay ở Lý Sơn chỉ có một chuyến tàu ra đảo, sau đó đã phải tạm dừng hoạt động do gió lớn. Dự báo chiều và đêm nay ở Lý Sơn cũng như vùng biển từ Quảng Trị cho đến Cà Mau, phía tây huyện đảo Trường Sa, gió vẫn mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Khu vực có gió mạnh nhất là Bắc Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, gió cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng cao từ 3 đến 6 mét, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 2. Các trận mưa trái mùa trong mấy ngày vừa qua đã làm tan chảy những hạt muối chuẩn bị thu hoạch, khiến cho nhiều diêm dân ở tỉnh Bạc Liêu trắng tay. Giá muối đang ở mức cao, nhưng mà diêm dân thì lại không có muối để bán. Với gần 1.500 hecta, Bạc Liêu là một trong những địa phương có diện tích sản xuất muối lớn cả nước. Hàng năm, vào thời điểm này, bà con diêm dân đã bước vào đợt thu hoạch thứ hai trong vụ muối. Vậy mà năm nay, bà con vẫn chưa thu hoạch được hạt muối nào. Vụ muối năm ngoái, muối Bạc Liêu cũng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Hiện bà con đang hy vọng thời gian tới, nắng tốt, không có mưa trái mùa để có thể thu hoạch muối bán, bởi giá muối đang được thu mua ở mức khá cao, hơn 2.000 đồng một ký.